Chào mừng các bạn đến với kênh của Lê Thế Thắng, nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay. Tôi xin giới thiệu các bạn mẫu đồng hồ cơ Automatic Patek Philippe, phiên bản rồng rất là sang và đặc biệt. Tôi sẽ phóng to cho các bạn ngắm nhìn bộ máy của nó và thiết kế của nó luôn. Về thiết kế của nó thì ở góc 6 giờ thì nó có phần lộ máy để cho chúng ta có thể ngắm nhìn được bộ máy của nó rất là tuyệt vời, hoạt động nhịp nhàng đúng không ạ? Và đặc biệt ở chiếc đồng hồ này đó chính là có một con rồng rất là nổi trội, đúng nào, thể hiện một sự quyền lực và đẳng cấp ở đây rất tuyệt vời. Nó vừa một hơi hướng mang tính chất về phong thủy của sự quyền lực và thịnh vượng, giúp cho người đeo cảm nhận được một cái gì đó đầy năng lượng, đúng không? Về vỏ của nó thì bằng inox mạ PVD màu vàng đồng. Còn bộ máy của nó là sở hữu bộ máy của Nhật, rất là bền và chính xác. Ok chưa? Đây là núm của nó thì có dập logo của Patek Philippe. Về thiết kế size mặt của nó, mình sẽ đo cho các bạn xem luôn. Size của nó là vào size 42 mm, rất là dễ đeo. Nó thuộc size tiêu chuẩn dành cho cổ tay của nam giới rồi. Ok chưa? Mình sẽ đeo thử lên trên tay cho các bạn ngắm nhìn bộ máy của nó tuyệt vời như thế nào nhé. Nhìn chiếc đồng hồ này rất đẹp. Ngay từ khi mà mình nhập về là mình đã yêu thích rồi, rất tuyệt vời. Lên tay này, lên tay nó ôm vào như này rất tuyệt vời đúng không ạ? Sẽ tuyệt vời biết bao nhiêu khi chúng ta đeo một chiếc đồng hồ cơ tuyệt vời như thế này mà đi gặp gỡ bạn bè, gặp gỡ khách hàng, rất là đẳng cấp đúng không? Sang. Đấy. Đối với những bạn ở Hà Nội thì bên mình sẽ bạn các bạn có thể qua trực tiếp cửa hàng của mình ở khu đô thị Tân Tây Đô Đan Phượng để xem và lấy sản phẩm. Đối với những bạn ở xa thì bên mình sẽ giao tận nhà. Các bạn nhận đồng hồ được mở ra xem đúng mẫu với lại phải thanh toán tiền. Số điện thoại của mình đó là 0912681586. Một bộ sản phẩm của nó thì bao gồm có hộp đồng hồ, thẻ bảo hành 2 năm và tất nhiên là đồng hồ rồi. Khách của bên mình thì có hầu hết ở 63 tỉnh thành trên cả nước, từ Bắc vào Nam tỉnh nào bên mình cũng có hết. Các bạn có thể vào phần cảm nhận của khách hàng trên toàn quốc để xem mọi người đã từng mua, đã từng sử dụng nói về bên mình như thế nào. Đồng thời cũng đóng góp cho mình những cảm nhận của các bạn ở đó. Nó chính là cái nguồn động lực rất là to lớn giúp cho bên mình ngày càng hoàn thiện và phục vụ khách hàng gần xa ngày một tốt hơn nữa. Đừng quên theo dõi mình để xem những cái mẫu đồng hồ tuyệt vời ở những cái video tiếp theo. Ở mỗi bài viết ở trên cái link Facebook thì mình đều có để một cái link của kênh YouTube. Đó là nơi mà mình up những cái mẫu video đồng hồ mới nhất lên và rất nhiều mẫu đó các bạn có thể vào đó để xem thêm những cái mẫu đồng hồ đẹp tuyệt vời khác. Ngoài cái việc đến với mình có những mẫu đồng hồ đẹp, rẻ và chất lượng, các bạn còn có một cơ hội ở đó để làm giàu và để giúp đỡ cho rất rất nhiều người trong cuộc sống của mình. Các bạn cũng có thể xem cái link ở phía dưới ở trong bài viết đó. Những bạn nào mà đã từng biết về Bitcoin thì bên mình cũng có sẵn sàng chấp nhận thanh toán bằng Bitcoin nha. Còn bây giờ thì xin chào thân ái và quyết thắng.